Hôm nay á thì cha với mẹ em đi ra đây để mà cắt tỏi cho người ta. Em sáng giờ đi làm nè cô chú anh chị. À, mệt không mẹ? Cũng không có mệt gì. Ui ơi, mình gút nó lên đã chưa? Nó lên cọng dài luôn. Cái này là mình gút đem về nhà mình ăn nha. Cái này là của chị chồng em á, cho nên là thoải mái lắm. Tha hồ mà gút. Cái này thay vì mình không hái, người ta cũng cắt bỏ à. Cho nên chịu khó đi hái một chút mà gửi cho người này người kia ăn á. Lấy thảo cô chú anh chị ơi. Bây giờ em sẽ đi lại nhà của chị chồng em để mà lấy tiền. Đây là số tiền của cha với mẹ em đi cắt bông tỏi hôm nay nè. Xin chào. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh YouTube của em nha. Hôm nay em đưa cha với mẹ của em đi làm nè cô chú anh chị. Hôm nay thì cha với mẹ em đi ra đây để mà cắt tỏi cho người ta. Đám tỏi này thì không phải của ai xa lạ hết á, của chị chồng của em nha cô chú anh chị. Năm nào cũng được đi làm ở đây 3 lần như vậy đó cô chú anh chị. Nhổ tỏi nè, rồi trồng tỏi nè, rồi cắt đọt tỏi đó. Năm nào cũng làm 3 lần như vậy đó. Bây giờ em sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem cha với mẹ em đi làm nha. Em sáng giờ đi làm nè cô chú anh chị. Mệt không mẹ? Cũng không có mệt gì. Khỏe ha. Hổm gà cha mẹ em làm trong trại không mà hôm nay được ra đồng mình cô chú anh chị. Đó, hồi sáng mẹ em đem cái kéo cục lắm. Cái này là cái ông anh chồng em đưa cho cái kéo dài nè. Hôm sáng giờ là mẹ em cha em là đi làm mướn cho người ta đó cô chú anh chị. Đi làm nhổ đọt tỏi cho chị chồng em nè. Làm sáng giờ. Hồi trưa mẹ ăn cơm rồi ha. Ăn cơm với gì mẹ? Người ta đem thịt heo, chi, nướng, gà, với rau á. Mà mình đem cơm nhà của mình nữa ha. Em tranh thủ đi hái một ít đọt tỏi để dành về ăn. Cái cha mẹ em làm là mình cắt bỏ không à. Để người ta cắt bỏ để cho cái cây tỏi nó lớn á. Để cái bông nó, cây tỏi nó nuôi cái bông nó đâu có lớn đâu. Ui ơi, mình gút nó lên đã chưa? Nó lên cọng dài luôn. Cái này là mình gút đem về nhà mình ăn nha cô chú anh chị. Để qua đợt là không có ăn đâu, cho nên gút đem về để dành mình ăn. Đúng rồi. À, mình đi gút gì nè. Cha với mẹ em thì cắt nha cô chú anh chị. Tại mình làm cho người ta mình sẽ cắt nó nhanh hơn. Cái này là em gút tại đem về mình ăn á, cho nên mình gút ra. Em về để dành xào ăn. Rồi, cảm ơn chị Min nha. Ngồi ngồi xuống đây con. Ngồi xuống đây đợi mẹ đi. Ngồi nó đi. Đúng rồi. Đây chị Min nó đem cái túi cho đựng nè. Đó, mình sẽ đựng cái đọt tỏi vô trong đây. Để đem về nhà ăn nha cô chú anh chị ơi. Cha với mẹ em thì đi cắt mướn cho người ta cho nên tranh thủ mình lo cắt á. Em sẽ đi gút. Non lắm luôn nè. Cái này để lâu ăn cũng được nó. Mình bỏ vô tủ lạnh đó là để ăn lâu lắm. Để qua mùa cái muốn ăn không có, bây giờ tranh thủ gút để dành ăn. Ra nguyên cọng dài gì nè, đã chưa? Thấy ham quá của chú anh chị coi nè. Ở bên Việt Nam mình không có cái này của chú anh chị. Chỗ em ở thì chỉ có bông hẹ thôi, còn cái bông tỏi thì không có. Hôm nay dắt chiều mát quá trời luôn. Hôm nay cha mẹ làm khỏe hả mẹ? Không có nắng. Dạ. Làm mà có nắng sẽ làm cực lắm cô chú anh chị. Không có nắng mình làm khỏe. Min ăn kẹo đi, trong túi á. Ừ, lấy kẹo ăn đi. Cái đám tỏi này là của chị chồng của em nha cô chú anh chị, chứ không phải của ai xa lạ hết á. Cho nên nó là khỏi cần xin gì hết trơn, mình tha hồ mà gút. Còn của người lạ mình phải xin người ta mới được quyền gút nha cô chú anh chị. Chỗ em ta trồng nhiều á nên mình tha hồ mà gút á, chứ những chỗ khác phải mua ăn á, mắc tiền lắm. Một nắm bị lớn đây là mình phải mua phải 2.000 tiền hàng á, là tầm 36.000 như đây nè. Còn mình gút á thì tha hồ gút luôn. Đã chưa, dài dài không. Ham quá.
xong rồi mình bỏ vô cái túi. Có đem cái túi theo để đựng mình. Có bé Min đi theo nữa đó cô chú anh chị. Cái này là của chị chồng em á, cho nên là thoải mái lắm, tha hồ mà rút. Đây nè, ra nguyên cọng dài dài, không trắng trắng, không thấy ham ghê chưa. Nè, à, nhiều ghê chưa. Nhiều quá rồi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đó đi. Con ngồi xuống đợi mẹ đi. Ngồi xuống đó đi, đúng rồi, ngồi xuống đi. Ừ, giỏi quá. Nhìn giỏi quá ta. Nè, rút ra cọng dài dài, không thấy ham chưa. Chút xíu là được đạn nắm nè. Nó nghèo luôn. Cái này mình xào ăn cũng ngon nè, mà mình làm dưa ăn cũng ngon, nó giòn lắm, ăn nó thơm nữa. Rồi, thấy ham luôn. Hôm nay mình đi nhổ ngòng tỏi cho nên không có cần nhiều người, có cha với mẹ em làm không à. Vài hôm nữa, tầm 3 tuần nữa của chú anh chị là mình sẽ đi nhổ tỏi cái miếng đất này nè. Lúc đó mướn nhiều cô chú người Việt Nam lắm, chắc tầm khoảng 10 người đó cô chú anh chị. Tới đó vui lắm luôn. Cô chú anh chị mình nhớ đăng ký video của em á, để đợt sau cùng với gia đình em đi nhổ tỏi nha cô chú anh chị. Nhổ tỏi vui lắm, nhiều cô chú anh chị Việt Nam mình lắm. Cha mẹ em ít khi nào đi làm đồng lắm cô chú anh chị. Năm nào cũng vậy chứ. Cái miếng đất này của chị chồng em á, cho nên là cha mẹ em đi làm á, chứ bình thường cha mẹ em không có đi làm cho người lạ đâu. Mình cho đi làm, mình chỉ đi làm cho người quen họ hàng của mình thôi à, chứ người lạ không có cho cha mẹ đi làm của chú anh chị. Sợ cha mẹ đi làm cực á, làm cho người quen thì thoải mái hơn. Cái dòng đầu ngang rồi đó mẹ cắt rồi hả? Dạ. Yeah. Hôm nay cha mẹ em làm được, trời độ mát quá trời luôn á. Mấy hôm trước trời nắng muốn bể đầu luôn. Ba cái rau mình trồng đó mẹ, tươi xanh luôn mẹ. Dạ. Tốt quá trời tốt luôn, mừng hết sức luôn. Hỏi mất ông tứ. Dạ. Ui với hai nó có mưa lai gai đỉnh hơn. Dạ. Mát mình quá ha. Sợ cái cây nó trồng á, nó bị héo ai về trời mưa á. Cái nó tốt quá trời tốt luôn, nó không có bị héo, mừng quá trời mừng luôn. Hai ba bữa nước rồi đắt ở dưới nó còn chưa khô nó tại vì ẩm ỉm vậy. Dạ. Mưa dầm nó thấm lâu rồi. Rút trong đất kìa. Khỏe luôn rồi đó ha, nó sống luôn rồi đó. Dạ tươi xanh luôn, hồi sáng không mới. Không biết khoai lang không biết chừng nào sao. Không, khoai lang chắc lâu tại vì nó phải khô cái lớp đó rồi nó ra rễ lên. Ừ. Nó mới tươi lại cái nó ra cái chồi mới á. Tại vì nó không có rễ đó. Cái rụng lá hết. Dạ. Để vài bữa con gan thăm khoai lang. Chứ mấy cái rau đậu bắp hay là này kia là tươi lắm, tươi xanh luôn. Lão xuống trồng khoai lang vậy giờ ông có tưới nước không ta? Có mẹ cũng tưới hai ba bữa đầu vậy đó. Dạ, như mình vậy là được rồi đó, khỏi tưới rồi đó. Dạ. Bữa đó gia đình em chịu cực á, vì dầm mưa đi trồng luôn. Nhưng mà được cái nhận vậy á, nên cái cây của mình nó tươi tốt lắm. Nó không có bị khô. Rồi rút ham quá, nó ra dài dài không mẹ? Đó, cha mẹ em làm phía xa đó cô chú anh chị thấy chưa? Em thì đi rút
hơi hút về ăn. Wow, quá trời non luôn. Để đây đi, nặng quá. Thấy ham ghê chưa? Rút có chút xíu mà đậy mắm gì nè, thấy ham quá. Ở trong quê tuy gần hơi buồn chút nhưng mà tới mùa là có đủ đồ ăn luôn cô chú anh chị. Tới mùa này là tha hồ ăn rau cỏ, tha hồ mà ăn luôn, khỏi tốn tiền mua. Vài bữa nữa kìa, trời mưa có nước nhiều á, em với cha của em sẽ đi đặt lợp nè, rồi đi giăng lưới hoặc là đi đặt lú nữa nha cô chú anh chị. Kiếm cá về ăn mình đỡ tốn tiền mua. Với em cũng thích đi trải nghiệm mấy cái đó lắm. Ngày xưa quê của em ở miền Tây á, tới mùa nước nổi là gia đình em đi bắt ốc nè, rồi đi giăng lưới, rồi đi mò ốc, rồi mò cá nữa, vui lắm cô chú anh chị. Mà qua hàng vẫn được trải nghiệm đó nữa là sung sướng vô cùng luôn rồi. Bye bye đó bà ơi. Một cái mà Min nó kêu bằng một con máy bay không à. Bé Min nhà em biết nói tiếng Việt Nam, cái mừng quá trời mừng luôn. Yeah, giỏi quá vậy ta. Chừng nữa mình đi về Việt Nam mình đi máy bay nha. Ừ, vài năm nữa cái mình đi về nhà bà ngoại cái mình đi máy bay về. Chắc Min nó đi máy bay nó khoái lắm ạ. À, nhỏ giờ có được đi máy bay đâu, lúc đó nó đi được một lần nhưng mà lúc đó nó nhỏ xíu rồi nó quên hết rồi của chú anh chị. Năm sau cho nó về Việt Nam chơi là ta nói chắc nó vui lắm á. Nó mê về Việt Nam lắm. Con đứng đó đi. Để mẹ rút nhiều nhiều luôn. Nó lên dài dài không thấy ham luôn. Thấy ham quá. Nhiều quá nhiều luôn. Nặng lắm. Nặng quá. Hai có chút xíu mà được đầy giỏ sách lên nè cô chú anh chị thấy chưa? Mà thấy ham quá trời còn nhóc chưa luôn á. Đây nè, em hái có chút xíu mà đầy giỏ sách luôn. Để em hái nhiều nhiều đặng nữa gửi cho bạn bè em ăn chứ tụi nó ở thành phố đâu có mua này ăn đâu cô chú anh chị. Mua cũng mắc lắm. Cái ít dám ăn lắm, ít dám mua lắm cho nên là em sẽ hái nhiều nhiều để gửi cho mấy đứa bạn em luôn nha cô chú anh chị. Thì cũng chỉ là cô dâu Việt Nam qua Hàn Quốc thôi nhưng mà chị em á chia sẻ lẫn nhau. Cái này thay vì mình không hái người ta cũng cắt bỏ à. Cho nên chịu khó đi hái một chút mà gửi cho người này người kia ăn á. Lấy thảo cô chú anh chị ơi, một bọc luôn nè. Để em sẽ đi hái thêm nữa nha, đi. Ở bên hàng gà gừng nhiều lắm, mẹ nó đi nơi đi làm cái nghe nó gáy quá trời luôn. Cô chú anh chị mình nhớ đón xem hết clip để coi hôm nay cha với mẹ em làm một ngày được bao nhiêu tiền nha. Này, hai chút xíu được đầy nắm luôn, để đi điện thoại mình hốt vô. Thấy ham quá. Rút ra cọng dài dài không. Cha mẹ em làm tới đây nè. Từ tuốt tuốt bên kia đó là mua tới đây rồi. Còn có hai dòng cuối cùng ở dòng bên kia là nhổ muốn hết rồi. Còn có dòng này à, dòng bìa nãy giờ con nhổ hết trơn rồi.
Làm chút xíu nữa là lên bờ mình đi lấy tiền, lụm tiền về đó nha cô chú anh chị. Không biết hôm nay cha với mẹ làm một ngày được bao nhiêu đây. Xong hết rồi nè cô chú anh chị. Lên bờ đó, mẹ còn hái được ít đem về ăn nữa nè. Bây giờ em sẽ đi lại nhà của chị chồng em để mà lấy tiền nha cô chú anh chị. Để coi hôm nay người ta trả cho mình một ngày một người được bao nhiêu nha. À, cái này là khoai tây nè cô chú anh chị. Tốt quá trời tốt luôn, chắc tầm một tháng nữa là nhổ rồi đó. Của bà chị chồng em chồng á. Kế bên đó là đám củ hành. Đây là số tiền của cha với mẹ em đi cắt bông tỏi hôm nay nè cô chú anh chị. Được 250.000 là tầm khoảng 4 triệu rưỡi Việt Nam nha cô chú anh chị ơi. Ngon ghê chưa một ngày đó. À, bây giờ gia đình em sẽ lên xe để đi về nha cả nhà. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay cho gia đình em nha.